xem những cái bài đấu cung chém đến từ Quýt và BB kìa. Đó, chưa bây giờ gặp những cái bài đấu mà kiểu thua thua và map xấu cho cả 1-2 game thủ và kiểu Quýt sớm nó không hay. Hy vọng là cái map đấu cân cân và hai game thủ xúc nhau cho cái kèo này. Đó, người cung người chém. Đánh kiểu căng như mấy cái trận thi đấu thứ 2, thứ 3, thứ 4 ở trong kèo vừa rồi ấy. Căng đét, căng dây đàn luôn. Đó, như vậy game thủ D3 này vẫn đang như chậm nhẹ một tí dân so với game thủ BB như vậy. BB đang có tên HC có vẻ như là đều hơn một chút. Và chơi qua trận cho anh Công Đoàn nhá, cho anh anh em, cho anh Đức Lê nhá, cho anh Kiên Chính. Và cho anh Đức Lê nha, mượn nhã cho ông bạn Hòa Hòa Chim đang xem kèo hộ á. Ok, cho anh Hòa Chim nhá, cho anh em. Và anh em xem cùng và anh em lại không mở riêng cái điện thoại xem, anh em xem chung anh em. Đó, sao bây giờ anh em lại tên dùng chung đấy nhở. Anh em không nên dùng chung. Và đặc biệt trong cái mùa Covid như này. Đó, 24/28. Đó, bài đầu có lẽ sẽ là 27 dân của game thủ D3 chăng. Đó, bên kia thì game thủ BB vẫn trung thành với cái màu 7 và bắt đầu đẩy xe giò xuống nhà Quýt rồi. Và như vậy là B sẽ phát hiện ra được nhà Quýt. Thằng cái bãi quả đầu tiên hơi lầm khởm một tí. Bài này vẫn lên đây muộn nhá. Bài này vẫn được coi là bài đầu lên muộn cho game thủ Cam Quất. Đang delay tí thức lẻ thôi mà nó delay tận 10 giây. 84x, 845 thì vậy. Ở bên kia BB 24% và cộng với một con xe giò nữa. Đó, hy vọng anh em vào anh em thảo cho em tân bình luận nhé anh em ơi. Đó, anh em hãy like bình luận được không ạ? Lâu lắm rồi không thấy anh em làm tân bình luận trên khung chat, anh em thả cái được không? Đó, cho nó phấn rôm tí. Vì hôm nay một kèo hay như này mà nhưng anh em có 1.5 anh em thôi. Ít thế nhờ. Dâng à? Bài dâng cho đề 3 thôi. Như vậy là quyết định dâng cho đề 3. Và anh em nào mà gặp hai cái nick này trên danh thì anh em xúc chết luôn nhá. Gặp đề 3 trên leo danh, gặp đề 3 như gặp leo danh, gặp BBC BB này thì anh em xúc nhiệt tình lên. Một bài đấu dâng nhà BL. Vâng, dâng nhà BA. Một cái phong cách cực kỳ chém đến từ game thủ Cam Quýt. Đang xây nhà cùng như nhà chém luôn. Làm quả ngay ngồi ngay bãi vàng của đội bạn. Đó, nhưng mà Quýt đang muốn bo để có thể nhốt con tê à. Ok, cũng được. Vào tranh đoàn Tuấn Sơn nhá.
Và thật ra số đo 3 vòng của em thì cái không cái đấy là không quan trọng anh em ạ. Số đo 3 vòng của em rất bình thường thôi, nhưng mà cái khác nó lại dài. Chiều dài là mắc bêu anh em ơi. Còn số đo 3 vòng thì bình thường thôi, khiêm tốn. Đó, thằng là 24/32. Rồi trận này cứ sàm sàm vậy thôi, chứ map này cảm giác đề 3 rất khó để có thể đối với đang đánh giá như vậy. Trận này đang thấy cái thế nhà rất lồng khởm trong bài đồ đánh cung, không thấy khung khuôn gì cả. Không thấy khung và không thấy khuôn gì cả, và thậm chí là bài này còn lên muộn nữa chứ. Ở đây, như vậy là tạm thời thì game thủ vâng BB cũng bị chạy một khoanh gỗ và một khoanh vàng. Mặc dù chưa ăn được nhiều dân lắm của game thủ BB, nhưng mà turn này sẽ làm cho đội bạn không ổn định. Và BB đang ăn hoang rất nhiều. Và tranh sân trường nhỉ. Và con T vẫn xúc được mà anh em. Con T và con giò xúc luôn. Và ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. Vâng, bài đấu cầm cung, nhưng mà vẫn chưa được chứng kiến những cái bài đấu chém và cung khỏe. Toàn bài đấu xấu xấu thôi.